Dù là ở bất cứ nền văn hóa nào trên thế giới, mèo vẫn là con vật linh thiêng. Đôi khi nó đại diện cho điều may mắn như mèo chiêu tài, nhưng cũng có không ít lần nó được xem như vận rủi, hiện thân của ma quỷ. Nó được sử dụng để tạo ra những loại bùa phép nguy hiểm, chẳng hạn miêu quỷ hay còn được gọi là ma mèo. Người ta nói rằng, khi một con mèo già được các phù thủy cổ đại lựa chọn để nuôi, chúng sẽ bị sát hại và được yểm những thứ tà thuật lên người để giúp những linh hồn ác quỷ có thể trú ngụ lên cơ thể những con mèo. Từ đó có thể sử dụng những con mèo này như một loại bùa ngải để đi hại người. Được biết, đây là một loại bùa chú vô cùng đáng sợ. Nếu nó được yểm vào ai, thì người đó sẽ trải qua những thứ đáng sợ nhất, rồi từ từ héo mòn mà qua đời. Kuman Thong phiên bản mèo Trung Hoa. Nếu bạn là người quan tâm đến những phép trấn yểm và bùa chú, chắc không còn xa lạ gì với cái tên Kuman Thong. Theo truyền thuyết, để làm nên bùa này, người ta phải ra nghĩa địa tìm xác của một người phụ nữ đang có mang và mới qua đời được 21 ngày. Sau khi bày đồ lễ vật cúng, ông thầy sẽ xin người phụ nữ đứa con trong bụng, rồi đào xác lên, mổ bụng lấy đứa bé. Lấy được xác về, thầy phù thủy phải đem ngay đến một lò thiêu gần đó để sấy khô. Khi xác đứa bé đã khô quắt queo và nhỏ gần bằng nắm tay, thì ông thầy dùng vải quấn lại, phủ một lớp sơn mài, sau đó dát bằng vàng lá, rồi để lên bàn thờ thực hiện nghi thức ma giáo. Còn ngày nay, búp bê Kuman Thong được một số vị phù thủy, pháp sư, làm bằng cách đến bệnh viện và xin xác bào thai do bị nạo, phá thai hoặc thai sẩy, chết non, cho vào lò sấy khô lên. Những bào thai có hình hài lớn thì được sấy khô và sơn thép vàng rồi thờ luôn. Các vị phù chú nguyện vào đấy, coi như là một cái bùa, hoặc họ lấy những chi phần của bào thai như đầu, chân, tay, họ bỏ vào trong những con búp bê trẻ con, họ cũng phù chú vào đó. Tuy nhiên, có những con búp bê không có xác của hài nhi trong đó, nhưng vẫn bị các vị phù thủy, pháp sư phù chú. Người nuôi Kuman Thong hàng ngày sẽ cho ăn, uống sữa, mặc quần áo mới, chơi đồ chơi, chăm sóc như một đứa trẻ. Kuman Thong được tin là một phép thuật có thể phù hộ giúp đỡ cho người nuôi hoặc thậm chí đen tối hơn. Kuman Thong còn được sử dụng để gây ra tai họa kinh hoàng cho những người mà chủ nhân muốn gây họa. Tuy nhiên, đây được coi là con dao hai lưỡi. Khi người nuôi Kuman Thong không đáp ứng được những nhu cầu của Kuman Thong hoặc có hành động làm phật ý đứa trẻ này, họ sẽ phải trải qua những ngày tháng không khác gì địa ngục. Đáng sợ là vậy, tuy nhiên nhiều người hiện nay vẫn tìm đến những đầu mối khác nhau để mua hoặc nuôi Kuman Thong trong nhà với mong muốn được thăng tiến, phát tài, mà không biết rằng mình đang nuôi một con quỷ đúng nghĩa. Và bùa miêu quỷ chính là một loại bùa phép thuật tương tự như Kuman Thong, được ví như Kuman Thong phiên bản mèo của người Trung Quốc. Vậy bùa miêu quỷ là gì? Đó là loại bùa mà các phù thủy cổ đại sẽ chọn một con mèo già để nuôi, sau đó sát hại con vật và yểm các loại tà thuật lên xác mèo để những linh hồn tà ác có thể trú ngụ lại. Những linh hồn này sẽ làm cho con mèo được hồi sinh, nhưng có một sức mạnh to lớn, hắc ám và vô cùng đáng sợ. Hình dạng của những con mèo này cũng có sự thay đổi rõ rệt, không còn vẻ hiền lành, dễ thương như những chú mèo được chúng ta nuôi hàng ngày, mà chúng sẽ trở nên đầy dã tính, ánh mắt sắc lẹm như dã thú đang rình mồi, răng manh dài ra, hơi thở đầy mùi tanh hôi của máu và xác chết. Chúng sẽ theo lời sai bảo của thầy phù thủy. Những người phù thủy sẽ nuôi những con mèo này để sử dụng trong việc hãm hại những người xấu số. Những con quỷ miêu này sẽ được nuôi dưỡng hàng ngày bằng máu, thịt sống, thậm chí là xác chết. Chúng được các thầy phù thủy quản lý chặt chẽ để tránh việc tự tiện chạy ra bên ngoài hại người. Dưới sức mạnh ma quái của dã quỷ, chúng yểm vào người xấu số những thứ bệnh tật và tai họa vô hình giống như ký lên người họ bản án tử. Miêu quỷ hại người. Được biết đây là một loại bùa chú vô cùng đáng sợ. Hứa tà thuật đáng sợ này được sử dụng rộng rãi vào thời đại phong kiến Trung Quốc, đặc biệt là vào thời nhà Ủy. Theo đó, Độc Cô Hoàng hậu đã từng sử dụng qua loại bùa ngải này. Người ta nói rằng, một khi ai đó bị yểm bùa miêu quỷ thì sẽ phải trải qua những thứ đáng sợ, rồi từ từ héo mòn mà mất mạng. Biểu hiện ban đầu của người trúng bùa miêu quỷ là cơn đau nhức tứ chi. Dần dần cơn đau này lan tới khắp cơ thể và cuối cùng là trái tim sẽ đau đớn quằn quại, như đang bị ngàn kim châm chích vào.
Bên trong cơ thể, những nội tạng của họ dần bị thối rữa, phân hủy dần dần, do miêu quỷ dần dần tiến đến và ăn những cơ quan nội tạng. Bên ngoài cơ thể, đầu ngón tay cảm thấy khó kiểm soát, hoại tử dần dần từ dưới lên trên. Từ những vết hoại tử, thoát ra mùi của xác chết nồng nặc, nhuốm màu đen kịt như than. Cuối cùng khiến người này nôn máu và chịu đau đớn đến khi héo mòn và qua đời. Điểm đáng sợ ở bùa miêu quỷ là nó không chỉ bào mòn cơ thể người, mà còn khiến họ rơi vào trạng thái tâm thần bất ổn, ăn không ngon ngủ không yên, sống không bằng chết. Sự hành hạ về tinh thần đôi khi đáng sợ hơn cả thể xác. Miêu quỷ không chỉ dùng để trả thù, nguyền rủa đối thủ, mà đối với nhiều người nó còn dùng để cầu tiền tài, danh vọng và phú quý. Tuy nhiên, những vận may tiền tài này cũng phải đổi bằng mạng người khác. Nếu thuật yểm thành công, mọi vận may lẫn tiền tài của người bị yểm sẽ chuyển hết sang cho người yểm theo một cách thức huyền bí nào đó, dù bằng cách này hay cách khác. Hiểu đơn giản, cách dùng bùa miêu quỷ giống như một cuộc trao đổi với quỷ dữ. Người cho ta tiền tài, danh vọng, giàu sang và phú quý của người đó, ta sẽ cho người ăn thịt hắn. Lợi hại là vậy, thế nhưng việc sử dụng bùa miêu quỷ cũng có cái giá phải trả không nhỏ. Bùa miêu quỷ vốn là những con dã quỷ vất vưởng, được phù thủy mời về ở trong thân xác con mèo để giúp việc cho họ. Những cuộc trao đổi đối với quỷ dữ xưa nay thường không có kết cục tốt. Chúng có sức mạnh rất lớn và rất tàn độc. Do đó, việc khống chế những con quỷ này để chúng làm việc cho mình cũng là một câu chuyện nan giải cho các thầy phù thủy. Nếu bị bùa miêu quỷ phật ý và chuyển qua phản chủ, chúng sẽ tấn công người luyện bùa và người thân của họ có những biểu hiện giống như bị ai đó trấn yểm bùa lên người. Tiền tài và vận may của con cái họ cũng theo đó mà biến mất dần. Nhưng không may ra gia đình của gia chủ, những con quỷ này khá thù dai và không biết nói lý lẽ. Do đó, điều tối quan trọng với những phù thủy là đáp ứng và khống chế các nhu cầu của chúng ở mức độ có chấp nhận được. Và rồi nhu cầu của chúng đôi khi cũng tăng dần theo thời gian. Càng nuôi dưỡng, chúng càng mạnh và khi càng mạnh, chúng càng có những nhu cầu quái oăn và khó đáp ứng hơn. Ví dụ như thay vì ăn thịt sống, máu tanh, xác chết thì chúng lại muốn ăn những vật sống, thậm chí là cả con người. Và để thỏa mãn chúng, phù thủy lại càng phải hại người thêm nữa và điều này càng làm cho danh sách tội trạng của họ dài hơn. Sử dụng bùa miêu quỷ để hại người chính là tự tay cắt hết đường phúc đức của bản thân cũng như tự đào hố chôn mình. Những bí ẩn ma mị về loài mèo. Có một điều kỳ lạ là các loài vật ngoài tự nhiên được coi là biểu tượng của sự tàn ác và máu lạnh có nhiều vô kể. Có thể kể đến một vài cái tên như sói, hổ, sư tử, nhện. Thế nhưng tại sao họ lại không chọn những loài động vật đó để làm nơi trú ngụ cho những con quỷ? Tại sao những chú mèo hiền lành, dễ thương được con người nuôi tại nhà lại trở thành loài vật được chọn? Hóa ra mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Dù ở phương Đông hay phương Tây, loài mèo luôn được coi là một sinh vật tâm linh đứng giữa hai thế giới, cõi âm và cõi dương. Một số tôn giáo cổ tin rằng mèo là những linh hồn cao quý, người bạn đồng hành hay người hướng dẫn cho con người. Và mèo là con vật rất thông thái, nhưng do không biết nói nên không thể gây ảnh hưởng đến quyết định của con người. Điển hình như ở Ai Cập cổ đại, mèo là vật linh thiêng và thần thánh để người dân thờ phụng và tôn kính. Khi một con mèo của một gia đình chết đi, họ sẽ tổ chức đám tang và thi thể của chúng sẽ được ướp xác như con người. Tượng nhân sư nổi tiếng cũng được lấy hình ảnh từ một con mèo. Hay trong văn hóa dân gian của người Do Thái và nền văn minh Babylon, mèo đen là biểu tượng của một con rắn cuộn vào lò sưởi. Ở Scotland, một con mèo đen xuất hiện trên hiên nhà chính là dấu hiệu của sự thịnh vượng sắp đến. Cho nên vợ của các ngư dân giữ mèo đen trong nhà với niềm tin rằng chúng có thể ngăn chặn mọi điều xấu có thể xảy ra với những người thân yêu của họ khi đang trên biển. Bên cạnh đó, nhiều nền văn hóa lại có cái nhìn tiêu cực về loài mèo. Điển hình là niềm tin một con mèo đen chắn ngang đường của một người đang đi thì người đó sẽ gặp xui xẻo, hoặc mèo là những phụ tá giúp cho các mụ phù thủy gia tăng công lực. Điều này dẫn đến việc săn lùng, diệt mèo diện rộng khắp châu Âu trong thời Trung Cổ. Hay một hiện tượng đáng sợ hơn được kể rất nhiều trong dân gian Việt Nam,
Đó là hiện tượng quỷ nhập tràng. Khi một người qua đời, trong lúc khâm niệm mà có một con mèo nhảy qua sẽ làm cho xác vùng dậy và có những hành động khó hiểu. Có nhiều tài liệu còn ghi lại rằng quỷ nhập tràng còn có thể di chuyển và tấn công những người xung quanh. Bởi vậy, trong những đám tang, người ta rất kiêng kỵ sự xuất hiện của những con mèo, đặc biệt là những con mèo đen. Bằng cách này hay cách khác, rất nhiều nền văn hóa khác nhau từ Đông tới Tây đều tin rằng mèo là loài vật linh thiêng và khá huyền bí, có khả năng kết nối chúng ta đến những thế lực siêu nhiên. Nếu có ai nuôi mèo trong nhà, bạn sẽ để ý thấy những chú mèo này đôi khi có những hành động khá kỳ lạ như sủ lông, trợn mắt và gầm gừ khi nhìn vào những khoảng góc tối hay những khoảng không trống rỗng. Đã bao giờ bạn thắc mắc về sự khác thường bất chợt của chú mèo cưng chưa? Rất có thể chúng đang nhìn vào phản ứng với những điều mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Đây có thể nguyên nhân chính mà mèo được chọn làm vật dẫn để luyện chế bùa miêu quỷ. Trong các tài liệu thời Trung Cổ của các phù thủy, nếu giết mèo đen, lấy tim nó trộn cùng tổ yến và nấu lên sẽ tạo ra một hỗn hợp ma thuật cực kỳ mạnh mẽ. Một cách khác là trước khi chôn con mèo, hãy nhét một hạt đậu vào tim nó. Như vậy khi cây đậu nảy mầm sẽ mang sức mạnh tà thuật rất lớn. Những phù thủy nổi tiếng đều sử dụng mèo làm linh thú. Cũng vì lý do này mà công giáo cho rằng mèo là một loài động vật của quỷ dữ. Tà thuật bị cấm ở Trung Hoa. Đối với những người may mắn phát hiện được việc yểm bùa, miêu quỷ chưa ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng thì có thể chữa trị được. Cách giải bùa cần đến người có pháp thuật cao, dùng hỗn hợp cam thảo dây hoặc cây tương tư, cây thầu dầu với một quả bá đậu và chút ít chu sa rồi dùng thuật pháp để thi giải lên người yểm. Mặc dù đã được phát minh và lưu truyền trong dân gian từ xa xưa, nhưng bùa miêu quỷ chỉ được sử dụng rộng rãi nhất ở thời nhà Tùy. Tuy nhiên vì miêu quỷ quá nguy hiểm và phát sinh nhiều vấn đề khi sử dụng nên triều đình nhà Tùy đã phải ban bố lệnh cấm, xử phạt nặng đối với loại tà thuật này. Những người bị phát hiện dùng miêu quỷ đều bị bắt giữ, đưa đi đày ở nơi xa xôi. Vì thế mà cách luyện bùa dần bị chìm quên lãng và không được nhiều người biết đến. Thực hư của miêu quỷ ra sao? Có lẽ vẫn còn là điều gây tranh cãi, dù không ít người vẫn tin vào tác dụng của nó. Bùa miêu quỷ có nguồn gốc từ Trung Quốc, dù nay không phổ biến nhưng vẫn còn có người tin, người không tin, tùy theo mức độ nhận thức của mỗi người. Thế nhưng, cũng không thể phủ nhận, đó cũng là một phần của văn hóa của Trung Quốc. Bùa miêu quỷ là một loại tà thuật đen tối đáng sợ trong lịch sử tâm linh và phù thủy Trung Quốc, làm nổi bật sự đan xen giữa vị thế linh thiêng và sức mạnh tà ác của loài mèo. Hy vọng qua bài viết này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự phức tạp của quan điểm văn hóa về mèo, cũng như sức mạnh và rủi ro mà những niềm tin này có thể mang lại. Chúng ta được nhắc nhở về sự quan trọng của việc giữ gìn và tôn trọng giá trị tâm linh, đồng thời cẩn trọng trước những khía cạnh đen tối, có thể hiện diện trong những truyền thuyết và thực tế văn hóa. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.